Thưa quý vị, là trong những ngày qua, thông tin về sốt giá đất ở khắp các tỉnh thành trong cả nước đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả xã hội. Vâng, có rất nhiều nhận định cho rằng là cả xã hội đang quay cuồng trong cơn sốt đất. Vậy giá đất đã bị thổi ra sao? Ai là người được hưởng lợi và đâu là những hệ quả? Phản ánh ngay sau đây đã trả lời cho những vấn đề này. Trước thông tin quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt trong tháng 6 tới, thì ngay lập tức giá đất tại huyện Đông Anh đã tăng vọt. Khảo sát cho thấy, giá đất tại đây đã tăng trung bình từ 15 đến 20%, đặc biệt có khu vực còn bị đẩy giá tăng tới 50%. Cơ sở hạ tầng của Đông Anh ấy, nó đang lên rất là nhanh, và cách đây khoảng tầm hơn một năm trước ấy, thì nó giá nó sẽ thấp hơn bây giờ thời điểm này rất là nhiều. Còn tại huyện Thạch Thất và Quốc Oai, thành phố Hà Nội, giá đất tại một số nơi cũng biến động lên xuống liên tục trước những tin đồn thất thiệt. Khảo sát cho thấy, trong cơn sốt đất, giá đất đã bị thổi tăng khoảng 30 đến 40% và nhiều nơi đầu đầu cũng thấy đất vườn bị chia lô, tách thửa, giao bán. Ví dụ những cái chỗ này cách đây một năm thì nó chỉ cần 3-4 triệu mét vuông, đúng không? Bây giờ nó lên đến 90 triệu mét vuông, thổi lên khoảng tầm 30-40%. Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, thì thời điểm này giá đất tăng ở nhiều nơi là có cơ sở. Tuy nhiên, việc bị thổi lên quá nóng rất có thể là do chiêu trò tạo sóng của giới cò đất. Giá thị trường hiện tại đang giao dịch hiện tại đang trào ra thị trường, thì cái mức độ giao dịch hiện tại thì như chúng ta đánh giá lại đang gần như là ít, đang nằm ở rất nhiều tại các giao dịch của dự án là nhiều thôi, còn đất mua ngoài thì gần như là không có. Phần lớn trong số những người tham gia mua bán ở cái khu vực ở Đông Anh này thì rất nhiều là những người đầu cơ mang tính chuyên nghiệp, họ cứ tạo ra những cái chợ, tạo ra những sóng, nhưng mà chủ yếu là đầu cơ và cò với nhau thôi. Tình trạng sốt đất ảo cũng diễn ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Bình Phước, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Nếu không có các giải pháp ngăn chặn, sẽ rất dễ để lại những hậu quả khôn lường. Chương trình xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Hẳn quý vị còn nhớ là năm 2018-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ đại án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV. Nhiều lãnh đạo, cán bộ liên quan đã bị khởi tố và bị bắt giam. Liên quan tới vụ án này, các ông Đinh Văn Dũng và Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà tại huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh, cũng chịu án phạt từ 12 đến 13 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Sau hơn 2 năm ngừng hoạt động thì mới đây, công ty này đã xin điều chỉnh quy mô chăn nuôi bò để giảm xuống hoạt động trở lại. Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà dự kiến sẽ đổi tên dự án nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh thành dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh, điều chỉnh quy mô từ 254.200 con bò xuống 35.000 con bò một năm và trồng cỏ cùng cây nguyên liệu như dứa, chuối ngô và cây ăn quả. Ngoài ra, công ty này cũng đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư còn 1.800 tỷ đồng, giảm 2.782 tỷ đồng so với trước, giảm quy mô diện tích từ 2.163 ha xuống còn 1.227 ha. Đại diện công ty Bình Hà lý giải, lý do xin điều chỉnh dự án là thị trường biến động và giá bò thịt giảm. Đặc biệt, các điều kiện bắt buộc đối với bò Úc ngày càng khắt khe nên việc xuất khẩu sang thị trường nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Dự kiến trong năm nay, đơn vị này sẽ nhập bò về nuôi và trồng thêm cây nguyên liệu. Ngay sau đề xuất của công ty Bình Hà, tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có văn bản thông báo ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc là đồng ý chủ trương cho công ty Bình Hà điều chỉnh dự án nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh. Cùng lúc, Ủy ban Nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan thẩm định chặt chẽ, kỹ lưỡng các nội dung dự án, thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng với quy định. Thời điểm này thì vùng quýt hồng Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp đang vào vụ quýt mới. Sau những thiệt hại do bệnh vàng lá thối rễ chết xanh ở năm ngoái, thì người trồng quýt ở huyện Lai Dung đang thực hiện các biện pháp kỹ thuật hướng tới một vụ quýt bội thu trong cuối năm nay. Vườn quýt của gia đình anh Danh đang cho trái trên 1 tháng tuổi. Năm nay, anh Danh đã chủ động cho ra trái sớm hơn mọi năm để đến tháng 11 âm lịch là có quýt cho điểm tham quan của mình, mở cửa đón khách du lịch. Mấy hôm trước thì giải phân rồi mấy tứ, còn giờ mình tứ 3 bữa sau mình mới giải. Ngay sau vụ quýt trước, ông Đoàn Anh Kiệt đã cắt tỉa cành khô trái non,
chuẩn bị cho mùa quýt mới. Những ngày này, ông Kiệt đang tưới nước nhiều để kích thích cây quýt ra hoa. Cho nó đúng thời điểm vào dịp Tết Nguyên Đán á, thì trong vòng tháng 2 này chúng ta tưới. Thì cái thời tiết tuy nó oi bức, nhưng mà thứ nhất á, là buổi sáng nó còn mù sương. Thứ hai là còn gió chướng. Gió chướng là gì? Gió chướng nó tạo cho không khí nó mát đi, nó đỡ bớt, với cái bạc đêm nó còn lạnh, cho nên cái cây quýt nó dễ đậu hơn. Huyện Lai Vung còn hơn 4.000 hecta cây có múi, trong đó có khoảng 400 hecta quýt hồng. Năm nay, huyện đang triển khai đề án bảo tồn vườn quýt hồng, nên các nhà vườn đã áp dụng quy trình khắc phục bệnh váng lá thôi rễ chết xanh, cải tạo đất khi bắt đầu vụ quýt mới. Thì thời tiết nó cũng còn thuận lợi, có nghĩa là khi mà ra hoa thì nhiệt độ nó cũng còn cái tiết đông xuân thì nó sẽ đỡ hơn, tức là nhiệt độ nó không quá khỏi 35-36 độ. Thì hy vọng là bà con giữ được hoa và trái non. Và đặc biệt cây quýt hồng năm nay thì cái đề án là khuyến cáo xeo đất và sử dụng hữu cơ, thì chúng tôi đang hướng dẫn, đưa cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng hộ bà con trong cái đề án. Hiện tượng vàng lá thối rễ chết xanh có nguyên nhân chính là từ việc thoái hóa đất. Bắt đầu vụ quýt mới, các nhà vườn trên địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm chú trọng khâu chăm sóc, cải tạo đất để đảm bảo cho một vụ quýt mới thắng lợi. Trong khi đó thì trái mận gọi theo người miền Bắc là trái roi hiện đang giảm giá mạnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp, mận An Phước chỉ còn ở mức là 6.000 đến 8.000 đồng một ký tùy loại, tức là đã giảm gần một nửa so với tháng trước. Nguyên nhân được cho là do đầu ra xuất khẩu mận gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, trong khi nguồn cung mận lại tăng nhẹ mạnh do đang vào vụ thu hoạch rộ và thời gian qua, diện tích trồng mận cũng đã tăng nhẹ. Hiện nay để bảo vệ trái mận thì người nông dân đã áp dụng kỹ trùm mùng lưới khắp vườn mận để hạn chế sâu bệnh và côn trùng tấn công làm hư hại trái, thay cho biện pháp sử dụng túi ni lông chuyên dụng để bao từng trái mận như trước đây. Việc này đã giúp giảm chi phí nhân công và thuốc bảo vệ thực vật. Khái niệm logistics hiểu một cách đơn giản đó chính là dịch vụ vận chuyển cung ứng hàng hóa theo phương thức tối ưu nhất từ nơi sản xuất đến tay của người tiêu dùng. Vì vậy, đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vừa lúa, vừa thủy sản và trái cây của cả nước, việc phát triển hệ thống logistics xứng tầm, đáp ứng hoạt động sản xuất tiêu thụ nông sản là điều hết sức cấp thiết hiện nay. Theo báo cáo kinh tế thường niên, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đóng góp khoảng 40% giá trị sản xuất nông nghiệp, 90% sản lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và 70% sản lượng trái cây của cả nước. Tiềm năng xuất khẩu nông thủy sản của vùng cho thấy nhu cầu cấp thiết đối với sự phát triển ngành dịch vụ logistics nhằm hướng đến phục vụ hàng nông thủy sản của toàn vùng. Vì vậy, khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần hướng tới xây dựng trung tâm logistics cấp vùng, trở thành đầu mối tập trung của các công ty logistics đến cung cấp các dịch vụ tạo thành chuỗi tích hợp. Các dịch vụ logistics tại đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới sẽ phát triển đa dạng và hướng tới phục vụ xuất nhập khẩu bao gồm hàng container và hàng lẻ, hàng hóa thương mại nội địa, phân phối hàng hóa tiêu dùng trong vùng, kinh doanh thương mại điện tử.